bạn đã quay trở lại với iCar của chúng mình. Và ngày hôm nay bên cạnh tôi đây là chiếc Kia Sorento bản 2021, bản Luxury. Và ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu xem là chiếc xe này có gì đặc biệt nhé. Ngay đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần đầu xe của chiếc Kia Sorento. Không còn quá xa lạ với những chiếc xe của Kia nữa. Ở phần đầu xe vẫn là lưới tản nhiệt được trang bị, đó là mũi hổ. Các bạn có thể nhìn sát hơn một chút. Nó được làm bằng những hình tổ ong xếp với nhau rất là khỏe khoắn, đúng không nào? Và tiếp đến là phần đèn của chiếc xe Kia Sorento thì được trang bị là đèn LED, cả đèn chiếu sáng cũng như là đèn sương mù ở đây. Tuy nhiên thì đèn sương mù ở dưới này có lẽ nó hơi thấp và nó không được trang bị giống như những chiếc xe khác là ở ngay thẳng ở dưới này xuống. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là với trang bị là 4 đèn sương mù như thế này là rất là đủ cho với chiếc xe Kia Sorento rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển xuống phần thân xe nhé. Về chiếc xe Kia Sorento thì được trang bị là mâm 18 inch. Mâm 18 inch này với tôi thì nó không quá ấn tượng. Tuy nhiên thì nó cũng khá là cân đối với chiếc xe này rồi. Về chiều dài cũng như là chiều dài cơ sở của chiếc Kia Sorento thì so với những chiếc xe cùng phân khúc thì được đánh giá là dài hơn rất là nhiều. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy tổng thể chiếc xe, nó rất dài và trông chiếc xe nó rất là khỏe khoắn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ để ý những chi tiết nhỏ hơn của chiếc Kia Sorento nhé. Đó là ở phần đây được trang bị mà người ta hay thường gọi là mạ chrome hay mạ nhôm, thì đây là phần tôi thấy là khá là ấn tượng ở phần thân xe rồi. Và phần gương chiếu hậu thì được sơn một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng, đồng bộ với chiếc xe. Và về phần tay nắm cửa thì cái tay nắm cửa này nó khiến tôi liên tưởng đến một chiếc xe của Hyundai, đó là Santa Fe. Ngược lại với Santa Fe thì phần mạ chrome ở phần trên này thì ở chiếc Kia Sorento thì tôi thấy khá là đẹp. Và nếu mà chúng ta dùng thời gian dài thì nó cũng không dễ bị lão hóa đâu. Tuy nhiên thì có một điểm mà tôi không thích lắm, đó là Kia Sorento thì chưa được trang bị đó là khóa vân tay cũng như là khóa cảm ứng, mà chỉ được trang bị đó là nút bấm như thế này thôi. Về lâu dài thì nó sẽ bền hơn là những chiếc xe cảm ứng. Tuy nhiên thì nếu mà được chuyển sang là cảm ứng thì chiếc xe nó sẽ hoàn thiện hơn nữa. Về phần trục xe của chiếc Kia Sorento thì các bạn có thể thấy nó được gắn một chiếc mạ chrome này. Nó cũng tạo nên cho chiếc Kia Sorento một tổng thể rất là khác biệt và cũng rất là cá tính, đúng không nào? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống phần đuôi xe nhé. Về phần đuôi xe của chiếc Kia Sorento thì ấn tượng nhất đối với tôi đó là phần đèn chiếu hậu. Nó được thiết kế là với những rãnh nằm dọc như thế này, không phải là nằm ngang. Nó tạo cho tôi một cái cảm giác là khá là khác biệt so với những chiếc xe cùng phân khúc và cũng như là những chiếc xe bình thường khác. Và bên cạnh đấy thì có một điểm nữa, đó là ống xả. Nó chỉ có ống xả một bên thôi, tuy nhiên thì với thiết kế của Kia Sorento thì nó đã được làm đối xứng với nhau, trông nó sẽ cân đối hơn, đúng không nào? Và có một điểm mà chắc chắn là nhiều người giống như tôi mới đầu sẽ không biết là mở cốp của chiếc xe Kia Sorento này sẽ như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ bật mí cho các bạn, đó là ngay thẳng chữ E này xuống sẽ có nút bấm để mở cốp. Rất là gọn gàng, đúng không? Và chúng ta sẽ di chuyển sâu hơn một chút vào phần khoang hành lý của chiếc xe Kia Sorento nhé. Chiếc xe này thì hiện tại đã được gập hai ghế ở đằng sau này rồi. Thế nên là đây là khoang hành lý tổng thể của chiếc xe Kia Sorento. Cá nhân tôi thì tôi thấy là nó khá là đủ và đủ rộng để cho chúng ta di chuyển trong những chuyến đi picnic của chúng ta, có thể để được khoảng 3 đến 4 chiếc vali lớn ở đây. Và chúng ta sẽ di chuyển sâu hơn một chút vào ở trong, mà có lẽ là tôi phải nói luôn, tôi không muốn để lại để nói khi mà vào ở trong khoang nội thất nữa, tại vì nó là điều rất đặc biệt ở Kia Sorento mà ở những chiếc xe cùng phân khúc khác thì nó thường được bỏ quên. Đó là ở phần hàng ghế thứ ba này tuy chỉ có hai ghế thôi, tuy nhiên thì các bạn sẽ được trang bị đó là điều hòa độc lập hai vùng và có thể chỉnh được tốc độ gió. Và bên cạnh đấy thì còn có thể gập được hàng ghế thứ hai lại bằng các cái nút bấm ở đây. Và hai bên đều có trang bị đó là cổng USB để các bạn có thể sạc điện thoại bất cứ khi nào các bạn cần. Bây giờ thì tôi sẽ thử xem là chiếc xe này khi mà đóng cốp lại thì cái khả năng chống kẹt của nó sẽ như thế nào nhé. Nhạy phết đúng không các bạn?
có một điểm mà nhiều chiếc xe cũng có, nhưng mà tôi nghĩ là ở Kia Sorento với mức giá khá là vừa tiền với đa số người tiêu dùng Việt Nam thì nó cũng được trang bị, đó là giấu đi cái gạt mưa ở đằng sau này. Các bạn sẽ không nhìn thấy gạt mưa lộ liễu ở bên ngoài nữa. Và bên cạnh đấy thì cũng được trang bị đó là anten vây cá mập, trông nó hiện đại tổng thể, chiếc xe trông rất là đẹp, đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển vào trong khoang nội thất để xem là chiếc xe này sẽ có gì đặc biệt nhé. Bây giờ thì tôi đang ngồi trong khoang lái của chiếc Kia Sorento bản Luxury này rồi. Và điều đầu tiên mà chắc chắn là khi các bạn lên ở những chiếc xe Kia hay là những chiếc xe đến từ Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ thấy rất nhiều tiện ích ở trên chiếc xe này. Mặc dù ở bản Luxury thì mọi thứ nó chưa được hoàn chỉnh, tuy nhiên thì các bạn vẫn sẽ thấy nó rất là hiện đại và nó rất đẹp. Đầu tiên thì phải nói đến đó là vô lăng. Vô lăng này thì đã được bọc lại rồi. Tuy nhiên thì với những cái bản nguyên gốc của nó thì nó cũng được làm bằng da rất là mịn màng và chúng ta thoải mái lái, và nếu mà chúng ta thích nó mạnh mẽ hơn thì chúng ta có thể bọc lại như thế này. Ở trên chiếc vô lăng này thì được trang bị là vô lăng 3 chấu, và ở trên vô lăng thì có cả đàm thoại rảnh tay này, chỉnh volume điện thoại và khu control, rất nhiều tính năng ở trên ngay chiếc vô lăng này thôi. Và sau vô lăng đó là chiếc màn hình được trang bị, đó là màn hình 6 inch. Công tơ mét thì vẫn được là công tơ mét kim thôi. Ở những phiên bản cao cấp hơn thì nó được trang bị hoàn toàn là điện tử. Tuy nhiên thì ở phiên bản Luxury thì nó chỉ được trang bị đó là công tơ mét bằng kim và màn hình nho nhỏ ở giữa 6 inch. Tuy nhiên thì với những ai mà không quá cầu kỳ về mặt công nghệ thì tôi nghĩ là phiên bản này là rất là đủ rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến màn hình giải trí. Màn hình giải trí này thì cá nhân tôi thấy là khá là đủ. Các bạn có thể thoải mái nghe nhạc này, hay là khi mà bật cam thì cũng rất là nét. Và đặc biệt đó là ở những chiếc xe Hàn Quốc thì tôi rất thích, đó là nó được trang bị cả tiếng Việt. Thế nên là rất là phù hợp với những chị em hoặc là thậm chí là những trẻ em khi mà đi trên xe cũng rất là dễ để điều hành chiếc xe này. Ở bên dưới màn hình giải trí thì được trang bị đó là những nút cảm ứng để chỉnh tốc độ gió rất là nhạy. Và hai bên thì sẽ là núm để đẩy lên đẩy xuống để chỉnh nhiệt độ. Điều hòa ở Kia Sorento thì được trang bị đó là điều hòa hai vùng độc lập. Thế nên là các bạn không phải lo lắng là người bên này lạnh quá hay người bên kia thì lại nóng quá hay như thế nào đó, thì cũng không phải lo những vấn đề đấy. Ngoài cửa gió chính ở trên này thì nó còn được trang bị đó là cửa gió ở bên dưới. Nó khiến cho cái việc không khí ở trong xe cũng như là làm mát ở trong xe nó rất là tốt. Và bên cạnh đấy thì có rất nhiều cổng sạc USB ở đây. Các bạn có thể thoải mái sạc pin mà không lo là hết pin điện thoại hay phải mang theo cục dự phòng. Và ở chiếc Kia Sorento thì sẽ được trang bị đó là 4 chế độ lái. Đầu tiên đó là Comfort, tiếp theo là Eco, Sport và Smart, sẽ được chỉnh bằng núm vặn ở đây. Và mỗi chế độ thì nó sẽ được trang bị một màu sắc khác nhau. Ở những phiên bản cao hơn thì nó sẽ đổi cả màu của hai cả cái màn hình chính này luôn. Tuy nhiên thì ở đây nó chỉ được đổi màu của các cái chế độ thôi. Tôi nghĩ là cũng đủ rồi. Về phần ghế của chiếc Kia Sorento thì được trang bị đó là da cao cấp. Và bên cạnh đấy thì còn có các lỗ khí để thông thoáng như thế này. Ở các phiên bản cao cấp hơn thì có cả chế độ làm mát ghế và sưởi ấm ghế. Nhưng ở bản Luxury này thì chỉ được trang bị đó là các cái lỗ thông khí như thế này thôi. Tôi nghĩ là có lẽ là cũng đủ với thời tiết Việt Nam rồi. Nó cũng không quá nóng đến mức là phải sử dụng đến mức là phải mát ghế. Mà như thế này cũng đã giúp cho chúng ta có trải nghiệm rất là tuyệt vời ở trên xe rồi. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ lái thử chiếc Kia Sorento này để xem là cảm giác lái nó sẽ như thế nào nhé. Về cảm giác lái đầu tiên của chiếc Kia Sorento này thì phải nói là nó rất là nhẹ nhàng. Nó êm ái và nó không có cảm giác khá là mạnh mẽ như những chiếc xe có cái công suất nó cao hơn. Tôi nghĩ những ai mà thích hợp như là con gái này, hoặc là những người gia đình, những người phù hợp với nhu cầu gia đình thì nó sẽ thích hợp để đi những chiếc xe như Kia Sorento. Kia Sorento tôi cảm thấy ôm cua khá là tốt. Nó cũng không bị tròng trành. Bình thường những chiếc xe nó to như thế này mà công suất nó không được cao lắm thì nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác là nó xe nó hơi bay một chút, nhưng ở Kia Sorento thì tôi không thấy điều đấy. Và về độ cách âm của chiếc xe này thì tôi đánh giá nó không quá xuất sắc, nhưng mà
với nhu cầu là gia đình và những người không yêu cầu quá cao về độ cách âm thì tôi thấy chiếc xe này đảm bảo đủ những tiêu chuẩn đó để các bạn có thể thoải mái khi mà đi trên đường, cũng không bị những cái tiếng còi xe hay là những cái tiếng động bên ngoài tác động đến quá nhiều. Và nếu chúng ta bật nhạc nữa để có thể thư giãn thì tôi nghĩ là cái khả năng cách âm này là rất là ổn rồi. Hệ thống treo ở Kia Sorento thì tôi đánh giá là nó khá là ổn, và so với Santa Fe hay là Mazda thì nó êm ái hơn nhiều. Khi mà chúng ta đi qua những cái G-Shock thì nó không bị cảm giác ồn lốp như là ở những chiếc xe kia. Nên là các bạn có thể yên tâm là đi xe gia đình hay là thậm chí là ai đó mà chở sếp nữa thì cũng rất là yên tâm. Xe này điều hòa mát này, đi êm ái nhẹ nhàng, đi trong phố rất là ổn luôn. Thậm chí là đi du lịch quanh quanh Hà Nội hay là đi những cái vùng lân cận thì vẫn là ok. Trên đây là những đánh giá sơ qua về chiếc Kia Sorento Luxury bản 2021 của chúng tôi. Các bạn thấy sao về những đánh giá đó? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận video bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.